Concept vintage. Chắc hẳn dâu rể nào tìm hiểu về phim trường La Mer cũng sẽ biết là phim trường mang xu hướng châu Âu kiến trúc cổ kính đúng không nào? Để phục vụ cho mùa cưới năm nay thì phim trường đã khoác lên bộ áo mới cho mình. Rất nhiều phong cách được tạo nên tại phim trường này đó nha. Lucky anh và em chỉ đệm thêm một chút đồ cũ tạo nên concept vintage để dâu rể có nhiều sự lựa chọn cho quyển album cưới của mình thôi. Buổi chụp hình cưới với concept vintage là một cuộc hành trình ngược dòng thời gian, nơi những khoảnh khắc lãng mạn được hòa quyện với những vẻ đẹp cổ điển. Cặp đôi sẽ được đắm chìm trong không gian quyến rũ của những năm 1920, với bộ váy nhẹ nhàng cùng bộ suit lịch lãm, cùng cách trang trí tinh tế tạo nên một phong cảnh vô cùng lãng mạn. Điểm nhấn đặc biệt trong buổi chụp hình này là cảnh bích ních thơ mộng bên bờ hồ dưới ánh nắng hoàng hôn. Trong khung cảnh này, cặp đôi ngồi trên chiếc chăn, xung quanh là những giỏ bích ních xinh xắn cùng những bó hoa tươi thắm. Tất cả đều được chiếu sáng bởi ánh nắng vàng ấm của một buổi chiều tà. Bờ hồ yên bình cùng ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn tạo nên một bức tranh hoàn hảo, làm nổi bật sự ấm áp và lãng mạn trong từng khoảnh khắc, khiến mỗi bức ảnh ở đây đều trở thành một ký ức quý giá và đầy cảm xúc. Hãy cùng Lucky Anh và em tạo nên những khoảnh khắc không thể thay thế trong hành trình của hai bạn nhé. Hệ tại luckyanhvaem.com.